Trước khi xem video này, bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và sau đó bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất trên PMT Doctor. PMT Doctor xin chào bạn thân mến. Bệnh viêm âm đạo là gì? Đó là bệnh phụ khoa phổ biến làm ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản của nhiều chị em phụ nữ. Với phụ nữ bình thường đã nguy hiểm rồi, vậy đặc biệt là với phụ nữ trong thời kỳ mang thai, liệu nó ảnh hưởng tới thai nhi như thế nào? Trả lời câu hỏi của một bạn nữ có nickname là Buổi Sáng Sớm. Bạn hỏi, em đang mang thai tuần thứ 35. Ở khoảng tuần thứ 20 thì em bị nhiễm nấm candida. Bây giờ lại tái phát, liệu em bé có ảnh hưởng gì không ạ? Xin trả lời bạn rằng, nấm âm đạo sẽ không làm tổn thương hoặc ảnh hưởng đến thai nhi đang phát triển. Tuy nhiên, nếu bạn bị nhiễm trùng khi đang sinh, trẻ sẽ có nguy cơ nhiễm bệnh. Bé có thể bị nhiễm nấm men trong miệng, gọi là bệnh tơ miệng. Với bệnh tơ miệng thì sẽ làm xuất hiện các đốm trắng ở hai bên và mái vòm miệng, đôi khi là trên lưỡi. Tình trạng này không nghiêm trọng và dễ điều trị. Cũng có trường hợp trẻ sơ sinh bị bệnh tơ miệng ngay cả khi bạn không bị nhiễm nấm men. Để trả lời rõ hơn thì trước hết ta cần tìm hiểu kỹ hơn về bệnh nhiễm nấm âm đạo và xem lý do vì sao mà mẹ bầu lại dễ mắc phải đến như vậy. Đây là một bệnh phổ biến gây ảnh hưởng trực tiếp tới việc sinh con và đời sống vợ chồng. Tuy bệnh lành tính và không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng lại đem đến rất nhiều bứt rứt, khó chịu cho chị em trong quá trình làm việc và đời sống sinh hoạt tình dục. Đặc biệt chị em phụ nữ đã có quan hệ thì dễ bị viêm âm đạo. Tình trạng viêm âm đạo có thể ở mức nhẹ đến nặng và bác sĩ sẽ dựa vào đó để đưa ra những biện pháp điều trị thích hợp. Nếu bệnh ở thể nhẹ có thể tự khỏi, nhưng khi đã chuyển sang nặng mà không được điều trị kịp thời triệt để sẽ dẫn đến những biến chứng xấu, phát triển sang các bệnh như viêm cổ tử cung, viêm đường tiết niệu, ung thư cổ tử cung. Bên cạnh đó thì viêm âm đạo bị lâu ngày sẽ ảnh hưởng tới việc mang thai, khiến cho bào thai không chắc, dễ gây sảy thai, đẻ non, vô sinh. Về nguyên nhân mẹ bầu bị viêm âm đạo, phụ nữ mang thai có nội tiết tố tăng cao, từ đó khí hư ra nhiều và tạo môi trường thuận lợi cho các vi khuẩn nấm phát triển. Ngoài ra thì độ pH trong âm đạo của mẹ thay đổi, chức năng thận suy giảm, lượng đường trong nước tiểu tăng là những yếu tố góp phần cho vi khuẩn xâm nhập vào và phát triển. Bởi thế trường hợp các mẹ bầu bị viêm âm đạo thường xuyên và phổ biến rất nhiều. Những dấu hiệu mà mẹ bầu bị viêm âm đạo: khi bạn thấy vùng kín bị ngứa và sưng, có hiện tượng đau khi đi tiểu hoặc quan hệ, ra nhiều khí hư màu trắng hoặc vàng, khí hư có mùi hôi tanh, khó chịu. Tình trạng viêm nhiễm nặng sẽ có khả năng lây lan sang cả những bộ phận khác, lúc này mẹ sẽ tiểu nhiều hơn và tình trạng đau rát cũng gia tăng hơn. Về phương pháp điều trị thì bạn không thể dùng thuốc kháng sinh để kháng nấm hay vi khuẩn. Nếu bạn là phụ nữ bình thường thì kết hợp thuốc uống và đặt. Thuốc uống là metronidazole 250mg và thuốc đặt là polyginac, là thuốc an toàn cho mọi đối tượng gồm cả mẹ bầu. Mang thai có đặt được thuốc không cũng là câu hỏi được nhiều mẹ bị viêm âm đạo băn khoăn. Bạn yên tâm rằng thuốc đặt viêm âm đạo có tác dụng tại chỗ, tức là chỉ có tác dụng đến vùng âm đạo chứ không ảnh hưởng tới các khu vực khác. Bởi thế, mẹ bầu hoàn toàn có thể đặt thuốc trị viêm âm đạo mà không lo ảnh hưởng đến thai nhi. Nếu như mẹ bầu chần chừ không điều trị sớm và dứt điểm thì bệnh còn có nhiều biến chứng nguy hiểm cho em bé hơn. Bởi thế khi mẹ bầu uống hay đặt bất cứ loại thuốc nào đều phải được sự chỉ định của bác sĩ. Mỗi mẹ bầu sẽ có những thể trạng và tình trạng bệnh khác nhau, không thể tùy tiện mua thuốc về tự đặt tại nhà. Khi bị viêm âm đạo, mẹ bầu cũng tuyệt đối không nên dùng các loại hóa chất hay thuộc rửa sâu vùng kín, tránh đẩy vi khuẩn vào bên trong sâu âm đạo. Vậy mẹ bầu nên làm gì để giảm nguy cơ bị viêm âm đạo do nấm? Nếu bạn giữ khu vực âm đạo khô ráo thì nguy cơ nhiễm trùng nấm sẽ thấp vì nấm men phát triển mạnh trong môi trường ẩm ướt. Sau đây là một số cách giúp mẹ bầu giảm tình trạng viêm âm đạo dễ dàng. Mặc quần lót bằng vải cốt tông thoáng khí, tránh quần lót và quần ôm quá chặt, đặc biệt là vải tổng hợp. Bạn có thể thử ngủ mà không có đồ lót vào ban đêm để thoáng khí ở khu vực âm đạo.
Một chiếc váy ngủ mà không có đồ lót bên trong là một gợi ý không tồi cho bạn. Bạn không nên ngâm mình trong bồn có xà bông tạo bọt. Xà bông có hương thơm, chất tẩy rửa có mùi thơm. Dùng dung dịch vệ sinh phụ nữ dạng dịu nhẹ để không gây kích ứng ở bộ phận sinh dục. Có thể dùng loại Cetaphil hay Gamaphil, Lactacid, không dùng các loại có nhiều chất thơm. Hãy làm sạch khu vực sinh dục của bạn nhẹ nhàng bằng nước ấm mỗi ngày. Ngoài ra, bạn không nên dùng vòi xịt xịt mạnh vào âm đạo trong thời gian mang thai. Và bạn hãy nhanh chóng cởi bộ đồ tắm ướt sau khi bơi ngay lập tức và thay đồ lót sau khi tập thể dục nếu bạn ra nhiều mồ hôi. Hãy lau cơ thể từ trước ra sau và ăn sữa chua mỗi ngày để duy trì cân bằng vi khuẩn trong ruột và âm đạo. Sữa chua là một nguồn dầu protein và canxi. Có một câu hỏi phụ như sau: viêm âm đạo do nấm có lây truyền khi quan hệ tình dục hay không? Khả năng truyền nấm men cho bạn tình hầu hết có thể xảy ra. Nếu một trong hai người phát sinh triệu chứng, hãy khám bác sĩ để được tư vấn. Các triệu chứng ở nam cũng bao gồm đỏ, phát ban, ngứa hoặc đau rát. Nếu bị nhiễm nấm men, bác sĩ sẽ khuyên bạn nên tránh quan hệ tình dục trong thời gian điều trị. Cuối cùng thì Pim thì doctor hy vọng đã cung cấp những thông tin cơ bản về bệnh nấm âm đạo và cách xử lý cho bạn. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp mẹ bầu giải đáp được thắc mắc và có thể yên tâm hơn, bình an hơn để 9 tháng thai kỳ thực sự là một trải nghiệm tốt đẹp đối với mẹ. Chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tới.